Trên tay ông bây giờ đang cầm là trái vả. Đây là một cái loại có thể được xem là loại rau củ sạch, bởi vì ở ngoài quê đó, ở đặc biệt là ở Huế miền Trung và Quảng Trị thì cái trái vả này không có xa lạ gì nữa với người dân, nhưng mà ở trong đây thì có vẻ hơi hiếm. Và hôm nay ông sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn làm từ trái vả, và cũng xin giới thiệu với các bạn đây là trái vả trông rất bình thường như thế này, nhưng mà cái dưỡng chất cũng như vitamin khoáng chất chứa trong trái vả rất là cao. Vì vậy mà nếu như chúng ta dùng trái vả thường xuyên thì rất tốt cho sức khỏe. Vì sao? Theo như nghiên cứu của các nước cũng như là một số nghiên cứu của Việt Nam chúng ta thì cho biết rằng cái trái vả này có thể chữa tới 11 loại bệnh. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể tìm hiểu trên các trang mạng thì các bạn sẽ biết được giá trị dinh dưỡng của trái vả này như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện món ăn từ trái vả này. Đó là món gỏi trái vả hay còn gọi là món trái vả trộn. Việc đầu tiên thì Ân bây giờ sẽ giới thiệu cho các bạn có các nguyên vật liệu để chúng ta chuẩn bị cho món ăn này. Nguyên vật liệu chính không thể thiếu được đó là trái vả. Chúng ta sẽ sử dụng hai trái vả cho cái phần gỏi ngày hôm nay. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng hai trái cóc lớn như thế này để cho cái món của chúng ta có vị chua ngọt thăm. Bây giờ ngoài ra thì chúng ta còn có sử dụng màu đỏ của ớt. Đây là hai trái ớt sừng màu đỏ chúng ta lấy để làm màu cho cái món gỏi của chúng ta nó thêm hấp dẫn hơn. Chúng ta còn sử dụng chanh và cà rốt. Ngoài ra để cho cái món gỏi của chúng ta có thêm giàu chất dinh dưỡng thì chúng ta còn có sử dụng thịt heo được lấy từ phần thịt ba rọi hoặc là thịt ba chỉ và tôm đã hấp lên và bóc vỏ sạch. Và bây giờ ông đã chuẩn bị sẵn như vậy, việc chúng ta cần có các nguyên vật liệu khác, gia vị khác để nêm nếm cho món gỏi này thì gồm có muối trắng, đường, mè rang, tỏi bằm được phi vàng lên, ớt bằm nhỏ, nước cốt, tắc hoặc chanh. Các bạn nếu mà các bạn có chanh cũng tốt, và các bạn cũng có thể thay bằng nước cốt của trái tắc. Đặc biệt hơn, để làm nước sốt cho cái món trộn này thì các bạn cần có nước mắm đường. Ơn đã pha theo tỷ lệ là 3 muỗng canh nước mắm ngon và 3 muỗng canh đường. Chúng ta sẽ khuấy tan lên và nấu sôi trên bếp cho khi nào đường và nước mắm hòa quyện với nhau, đường tan hết thì chúng ta bắt xuống để nguội như thế này. Chút xíu nữa chúng ta sẽ làm nước sốt cho cái món trộn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện cái món của chúng ta. Các bạn sẽ gọt vỏ trái vả này, và nhớ là chúng ta gọt vỏ và xắt ra ở trong nước. Ở đây ông có chuẩn bị nước sôi để nguội. Vì trong cái trái vả này nó có cái vị rất là chát, thì để tránh cho cái việc mà cái mủ của cái trái vả này ra nó làm cho cái vả thâm đen thì các bạn sẽ bỏ vào đây cho một muỗng muối. Và chúng ta có một trái chanh. Các bạn bỏ hộp. Sau đó thì chúng ta sẽ vắt ra. Chúng ta lấy vắt vào trong cái nước này. Mục đích chúng ta bỏ chanh và muối vào đây để cho cái trái vả nó ra hết cái chất mủ, nó không còn bớt chát và nó sẽ làm cho cái trái vả nó không bị thâm đen. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt gọt cái vỏ trái vả này ra.
biết là trong cái trái vả này đó nó có chứa chất omega 3 và omega 6, thì nó sẽ giúp cho tốt cho cái người bị bệnh tim, đặc biệt là mạch vành. Ngoài ra thì trong trái vả này có chứa rất nhiều chất xơ và có nhiều chất xơ hòa tan nữa, nên rất tốt cho cái việc mà chúng ta ăn kiêng giảm cân, rất là hiệu quả. Trái vả còn bổ sung thêm các khoáng chất, đặc biệt là canxi, nên nó giúp ổn định cho khung xương rất là tốt. Đặc biệt là trái vả này nó sẽ giúp cho người phụ nữ sau khi sinh đó mà muốn cho có nhiều sữa, thì chúng ta có thể hầm với lại giò heo thì rất tốt cho phụ nữ sau sinh, rất là lợi sữa. Cũng có một mắt cho các bạn một điều thú vị từ trái vả này nữa, tức là nó cũng có cái chất để chống ung thư, đặc biệt là ung thư vú ở cái lứa tuổi phụ nữ sau mãn kinh, tiền mãn kinh và sau mãn kinh nữa, rất là đặc biệt. Các bạn thấy là cây nhà lá vườn thôi, tuy nhiên thì có nhiều cái loại trái cây mà cái vị thuốc của nó mình không ngờ tới. Ở các nước lân cận như là Ấn Độ hoặc là Myanmar ở các nước khác, thì các bạn thấy là cái trái vả họ sử dụng rất nhiều việc, đặc biệt có thể là làm mứt hoặc là làm dưa vân vân, rất là nhiều. Trái vả thì nó có vị hơi chát, nó cùng họ với lại trái sung, nhưng mà trái sung thì nhỏ, còn cái trái vả này thì nó to hơn. Và bây giờ thì các bạn bào cái trái vả này ra, chúng ta bỏ vô cái trong cái nước hồi nãy, chúng ta bào mỏng. Chúng ta ngâm trong nước như thế này, khi bào xong rồi chúng ta vớt ra và chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta lại rửa qua nước sôi để nguội. Trong khi chúng ta ngâm vả để chờ cho cái vả nó ra hết tiết cho hết cái chất chát đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái trái cóc này ra. Chúng ta lấy phần thịt cóc và chúng ta xắt sợi giống như phần cà rốt này, ở đã xắt sợi sẵn, chúng ta sẽ cắt lấy cái phần thịt của trái cóc. Trong cái trái cóc này thì các bạn cũng đã biết có rất nhiều vitamin, cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta, nên chỉ lấy cái phần thịt của trái cóc mà thôi. Bây giờ các bạn sẽ xắt sợi những cái trái cóc này. Như vậy ha. Các bạn đến xắt sợi như thế này và chúng ta chút xíu nữa cái món gỏi của chúng ta nó sẽ có màu xanh, màu đậu cà rốt và màu của trái vả, cũng như màu đậu tôm và của ớt, sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta bắt mắt. Các bạn nhớ là ở đây ông giới thiệu với các bạn món gỏi vả, nhưng mà là gỏi vả sống. Còn có một cách khác nữa để làm gỏi vả là trái vả chúng ta sẽ đem luộc chín trái vả lên, sau đó chúng ta cũng sẽ sắc ra, nhưng mà cái lát vả chín thì nó sẽ dày hơn, bởi vì khi mình luộc chín rồi thì trái vả nó rất là mềm. Đây là món ăn rất là dân dã và cũng là đặc sản của người dân Huế, và ở nhà người Huế đó, thì ở các khu nhà vườn
thì nhà nào người ta cũng sẽ có trồng từ 1 đến 2 cây. Rồi bây giờ thì chúng ta chuẩn bị cho cái trái ớt này. Chúng ta lấy cái màu đỏ của trái ớt, chúng ta cắt đôi trái ớt này ra. Các bạn sẽ vớt vả ra để ráo như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị trộn gỏi, nhưng mà trước khi trộn gỏi thì các bạn sẽ bỏ nước sốt vào đây để làm cho cái thịt và tôm này thấm gia vị ha. Chúng ta sẽ bỏ cái nước sốt vào đây, trộn đều lên giống như là chúng ta ướp sẵn cái phần thịt và tôm này cho ngấm gia vị. Bạn trộn đều lên. Và các bạn trộn như vậy để cho thấm gia vị trong khoảng 5 đến 10 phút ha. Thay vì chúng ta sẽ bỏ vào tất cả trộn một lúc thì chúng ta ướp và trộn trước thịt và tôm như thế này thì cái thịt và tôm của chúng ta nó sẽ thấm và nó sẽ đậm đà hơn. Sẽ bắt đầu phần rau củ. Các bạn cần có một cái tô. Chúng ta sẽ bỏ cái trái bã vào trước. Thì các bạn thấy là cái phần cóc và cà rốt của chúng ta đã tan hết đường và muối ra nước như thế này, thì các bạn sẽ gấp để cho cái phần này lên, chúng ta bỏ vào trong cái vả luôn. Các bạn không có lấy cái phần nước nha, mà các bạn nhớ là các bạn không có bóp á. Thường mà chúng ta làm gỏi ở chúng ta ngâm á, thì thường hay là vắt cho khô, nhưng mà ở đây thì Ân không có vắt, để nguyên như vậy thì nó sẽ giòn và còn tươi nguyên. Giờ các bạn sẽ bỏ vô đây một chút rau thơm. Ông đã chuẩn bị sẵn hai loại rau thơm cắt nhỏ, đó là rau húng chanh và rau húng nhũi, để cho nó có mùi thơm. Rau húng nhũi thì có một số nơi người ta gọi là bạc hà đó. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào đây nước sốt. Chúng ta bỏ hết phần còn lại vào. Các bạn trộn đều lên ha. Sau khi các bạn trộn đều lên các loại như thế này, các bạn sẽ bỏ vô một ít mè và chúng ta nhớ chừa lại để chút xíu nữa chúng ta sẽ rắc lên phía trên ha. Bạn bỏ mè. Ta trộn đều lên. Và bây giờ các bạn có thể bỏ tôm và thịt vào. Chúng ta làm hai trái vả, hai trái cóc, một củ cà rốt và 200 g tôm, 200 g thịt ha. Và cái món gỏi trái vả này chúng ta có thể ăn kèm với lại bánh tráng nướng hoặc là bánh phồng tôm. Các bạn trộn đều cái hỗn hợp này lên, như vậy thì chúng ta có một cái món gỏi đặc sản của Huế. Các bạn trộn
trộn đều lên như thế này. Và bây giờ món lẩu chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta chỉ cắt ra dĩa thôi ha. Rồi, dĩa của chúng ta có rất là nhiều màu sắc đẹp. Rồi bây giờ các bạn có thể rắc lên một chút tỏi còn lại và mè nữa thì như vậy. Ta rắc đều lên trên mặt. Cộng với một chút tỏi phi vàng lên trên mặt như thế này. Bây giờ thì chúng ta đã hoàn tất món trái vả trộn hoặc là còn gọi là gỏi trái vả. Thì đây là một món ăn mang đậm chất dân dã của người Huế và không thể nào chúng ta quên được cái hương vị quê hương này. Nếu chúng ta một lần đến Huế, mong rằng quý vị cũng sẽ có được một món ăn đặc biệt từ do chính tay mình làm. Mong rằng quý vị sẽ thật ngon miệng và chúng ta lại có thêm một món nữa trong thực đơn của gia đình mình ha.